Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2851. Cậu điên rồi. Khí linh mặc đồ lam thấy vậy, quát lên. Khương Thuần lại thật sự định tự bảo. Khương Thuần cười nhạt, nói tiên cung vốn chính là của Đường Tuấn, ông cưỡng ép tước đoạt tư cách của anh ta, chuyển lại cho tôi. Mặc dù tôi có lỗi với Đường Tuấn, nhưng điều đó rõ ràng cho thấy thiên phú và tiềm năng của tôi mạnh hơn Đường Tuấn một chút. Ông nói nếu như tôi chết, ông có thể chọn một người nữa. Tôi tin, nhưng ông muốn tìm một người ưu tú như tôi đây, chắc rất khó, ít nhất trong thời gian ngắn ông đừng nghĩ tìm ra được. Mà thời gian là thứ thiếu thốn nhất của các ông. Đường Tuấn vốn còn cảm động với con người trượng nghĩa như Khương Thuần, nhưng ai ngờ người này cứ gọi Đường Tuấn, nếu không phải bây giờ anh không nhúc nhích được, thì anh đã ra tay đánh người rồi. Khí linh mặc đồ lam ngẩn người, lạnh lùng nhìn Khương Thuần, cuối cùng ông ta thu hồi khí tức của tiên cung. Khương Thuần nói không sai, ông ta không chờ nổi. Khí tức tiêu tán, trong nháy mắt Đường Tuấn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khí linh mặc đồ lam lại nhìn về phía Đường Tuấn nói, tạm thời tôi sẽ để cậu sống. Nhưng mà tôi phải nói với cậu, tiên cung lập tức sẽ rời khỏi thần quốc. Không có sự trợ giúp của tiên cung, trừ phi cậu đột phá đến cảnh giới thần quân, nếu không cho dù cậu nắm được thuần di, cũng không thể rời bỏ thần quốc. Cậu sẽ héo mòn và chết ở nơi này. Nói xong, ông ta vừa nhìn về phía Khương Thuần, lạnh lùng nói, chỉ một lần này thôi, lần sau còn dám dùng loại thủ đoạn này để uy hiếp tôi, cậu sẽ biết hậu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọn lửa của đan điền và hài thức của Khương Thuần đã tắt, nhưng cả người anh ta tái nhợt rất nhiều mắng thầm, con mẹ nó, ông tưởng ông đây thích chơi trò tự bạo à? Nếu không phải ông muốn giết Đường Tuấn, ông đây mới không cùng chết với ông. Khương Thuần nhìn về phía Đường Tuấn, nói, Đường Tuấn, sống tốt nhé, tôi ra ngoài trước. Hắc hắc, chờ ông đây thành thần quân, sẽ đến đưa anh ra ngoài. Đường Tuấn nói, anh hãy sống tốt đi, nói không chừng tôi còn đạt cảnh giới thần quân sớm hơn anh ấy. Khương Thuần nói, Đường Tuấn, anh suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh ta có một tài nguyên tiên cung, ít nhất 100 năm là có thể đạt thành tựu thần quân, trễ nhất cũng chỉ 1000 năm. Nếu điều này cũng thua Đường Tuấn, anh ta cảm thấy vẫn là chơi tự bạo. Dĩ nhiên, những lời này anh ta cũng không nói ra, sợ đả kích đến Đường Tuấn. Tiên cung rời đi, thần quốc vì chấn động, dường như người tu hành chỉ cần đạt cảnh giới hợp thể cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ kia. Nhà họ Đường, ba lão tổ nhìn Đường Tuấn, ánh mắt mang chút đồng cảm. Đường Tuấn ngơ ngác nhìn về phía tiên cung rời đi, pháp lực và tiểu thế giới tự vận động, đang nhanh chữa lành vết thương cho anh, lúc này anh lại rơi vào im lặng. Tiên cung rời đi, thật chẳng lẽ không còn cách nào để rời khỏi thần quốc sao? Đường Vân Tinh giống như nhìn thấy được suy nghĩ của anh, lắc đầu nói, đừng suy nghĩ nữa, thần quốc là do năm đó thần quân mở ra một phe thế giới. Có quy tắc trời đất dành riêng cho nơi thuộc về mình ông ta, vô cùng vững chắc, nếu trừ tiên cung còn có cách nào rời đi, chúng ta đã sớm ra nghĩ ra cách để ra ngoài rồi. Chương 2852. Ánh mắt Đường Tuấn chợt lóe sáng lên, trong đầu anh giống như thoáng qua một ý nghĩ. Hắn nhìn về phía ba lão tổ nói, những năm này tam đại gia thế các người chắc chắn giữ lại không ít tài nguyên, không biết có đủ để khiến tôi đột phá đến động hư cảnh hay không. Đường Tuấn vừa nói xong, ba vị lão tổ đã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Phân tích lũy hàng nghìn năm của tam đại gia thế khủng khiếp đến mức nào, nếu như trời đất cho phép, thậm chí đủ khiến một hai người đột phá đến cảnh giới thần quân. Đường Tuấn lại hoài nghi rằng bản thân mình có thể đột phá đến động hư cảnh hay không. Trong lòng Đường Tuấn nghĩ không chỉ là đột phá đến động hư cảnh, anh còn muốn thử tu luyện tầng thứ ba của phương pháp châm cứu thần bí, đồng thời khuếch đại tiểu thế giới. Khuếch đại tiểu thế giới dường như là chuyện người tu hành đạt cảnh giới thần quân mới có thể suy tính, dẫu sao họ phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Dựa vào nội tình của tam đại gia thế, Đường Tuấn đủ khiến anh lo lắng hay không? Hôm nay Đường Tuấn giống như đã áp đảo tam đại gia thế, anh chỉ cần ra lệnh, trong vỏn vẹn 3 ngày tài nguyên của tam đại gia thế lập tức tập trong đầy đủ ở nhà họ Đường chung. Anh sắp xếp 3 chiếc nhẫn không gian đầy ắp, mỗi không gian trong nhẫn không gian đều rộng mấy nghìn mét vuông. Các loại thần đan bảo dược, còn có rất nhiều loại cỏ chứa linh khí và linh thạch và nguyên thạch không chung nhiều không kể xiết. Tam đại gia vì lấy lòng Đường Tuấn, mà công khai những thứ bên trong cho Đường Tuấn công khai. Đường đại sư, những thứ này đủ rồi chứ? Hải Tây Sơn ngạo nghễ nói. Tài nguyên liên hợp khổng lồ của tam đại gia thế,
cho dù là một con heo cũng có thể gắng gượng đạt đến đỉnh phong của động hư cảnh. Đường Tuấn cũng hơi kinh ngạc, những thứ tam đại gia thế cất giữ rất phong phú, hắn gật đầu nói, chắc đủ rồi. Trong lòng anh không hiểu nôi, dẫu sao lần này muốn tăng lên nhiều hạng quá, mỗi một hạng cũng tiêu hao rất lớn. Ba vị lão tổ im lặng không nói. Xem ra, cho dù thiên phú Đường Tuấn có mạnh mẽ hơn nữa, đột phá cảnh giới phải cần nhiều tài nguyên hơn so với người tu hành bình thường, nhưng nhiều tài nguyên như vậy đủ đến anh đột phá 1000 lần. Cùng ngày, Đường Tuấn bắt đầu bế quan. Bên trong không gian yên tĩnh, Đường Tuấn thúc hỏa tự thần văn, từ từ hoa tan bảo dược thần đan và các loại linh thạch dị cỏ, loại thuốc tỏa ra chập chờn sức mạnh đậm đà dần dần được hình thành. Anh đang lợi dụng hỏa tự thần văn, tiến hành tinh luyện sức mạnh từ trong những bảo vật này. Là trong thuốc có 3 phân độc. Được coi là bác sĩ, tất nhiên biết đạo lý này. Chương 2853. Sau khi tinh luyện các loại thần đan bảo dược này xong, lúc này Đường Tuấn mới bắt đầu vận công pháp, hấp thu năng lượng ở trong đó. Năng lượng chia làm 3 luồng, một luồng bổ sung pháp lực, một luồng bổ sung tinh thần lực, một luồng chảy vào không trung, tụ vào trong tiểu thế giới. Nguồn tài nguyên khổng lồ mà tam đại gia thế cung cấp cũng đang không ngừng tiêu hao. Nửa tháng sau, đến ngày Đường Tuấn bế quan ra ngoài. Ba người Đường Vân Tinh, Hải Tây Sơn và Diêm Hồng đang chờ. Biến động của Thương Khê Châu đã được cân bằng lại rồi, nhưng lần này chúng ta tam đại gia thế đã động vào căn bản, đã bất lực mà trấn áp giống như trước đây. Diêm Hồng than thở, vẻ mặt trông hơi mệt mỏi nói, trước đây mấy người đó trốn tránh cái chết, người còn sống cũng bắt đầu hiện thân, cảnh giới những người này cũng rất cao, chúng ta cũng không thể áp chế hoàn toàn nữa. Đường Vân Tinh và Hải Tây Sơn khẽ gật đầu, không chỉ Thương Khê Châu, bọn họ cũng phụ trách nhiều nơi khác nữa. Có Đường Tuấn ở đây, bọn họ cũng không dám làm quá. Biến động không ngừng, tam đại gia chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đây chính là hiện trạng. Nhà họ Đường tôi lần này tổn thất rất thảm, quân tinh nhuệ của tám thành đều chết hết, nhà họ Đường tôi đã quyết định thu dọn toàn bộ người lại, không quản lý thần quốc nữa. Đường Vân Tinh trầm giọng nói. Hải Tây Sơn và Diêm Hồng cũng không bất ngờ lắm, bởi vì hai nhà bọn họ cũng có ý định giống vậy. Quân tinh anh nhà họ cũng tổn thất 6 thành. Như vậy còn ổn, chuyên tâm tu hành đi, có lẽ có cơ hội đạt đến cảnh giới cao hơn. Đường Vân Tinh nhẹ giọng nói. Hai người Hải Tây Sơn cười khổ, nhìn về phía cửa động phủ đóng chặt nói, sau khi đợi được cậu ý xuất quan, tam đại gia mới thật sự chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Trước Đường Tuấn bế quan, thực lực đã mạnh mẽ như vậy rồi. Sau khi bế quan, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà lần bế quan này cũng lâu quá, dựa vào tu vi của cậu ta đột phá động hư cảnh chắc hẳn phải rất thoải mái, nhiều nhất là 1-2 ngày thôi mà thôi. Diêm Hồng khẽ cau mày. Hải Tây Sơn và Đường Vân Tinh khẽ gật đầu. Đột phá động hư cảnh có lẽ không phải chuyện dễ dàng đối với người khác, nhưng đối với người có thực lực đạt cảnh giới hợp thể có thể phát huy được đỉnh phong của động hư cảnh như Đường Tuấn mà nói, lại quá đơn giản thoải mái. Anh bế quan hơn nửa tháng, hơi xa với dự tính của bọn họ. Có lẽ cậu ta đang suy nghĩ cách để rời khỏi thần quốc đích biện pháp. Đường Vân Tinh nhẹ giọng nói. Chương 2854. Diêm Hồng và Hải Tây Sơn lắc đầu, cũng không phải xem thường Đường Tuấn, mà chuyện này nào được. Muốn rời khỏi thần quốc, phải tự mình mở ra một tiểu thế giới như thần quân trước đây, mới có thể tự do chạy qua chạy lại giữa hai thế giới được. Đường Tuấn đột phá chỉ đạt đến động hư cảnh, còn cách thần quân 108.000 dặm nữa. Lúc hai người đang suy đoán, chỗ bế quan bỗng nhiên phát ra một tiếng ầm, chấn động. Cửa động phủ mở ra, một luồng uy lực chậm rãi xuất hiện. Cót két cót két. Cơ thể ba vị lão tổ khẽ run, toàn thân xương cốt đang chạm vào nhau, dường như không thể chịu được luồng uy lực này. Trên mặt ba người đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi, đây rốt cục đã đột phá động hư hay là thần quân. Luồng uy áp đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng đến trình độ mà cả người ba người đều cảm thấy không chịu được. Ba người lùi nhanh ra xa mới cảm thấy ổn hơn. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Đường Tuấn. Cơ thể Đường Tuấn thẳng tắp, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất tích chỗ chút thần quang, sau lưng anh thế giới tinh thần ngưng tụ thành một mảnh hư ảnh, uy áp được lộ ra chính từ đó. Đường Đại Sư, đám người Diêm Hồng nhìn về hướng tiểu thế giới, trong nháy mắt hai mắt chảy máu, vội vàng hô. Bọn họ đều đạt đỉnh phong của động hư cảnh, chỉ nhìn thế giới tinh thần của Đường Tuấn lập tức đã bị thương. Cuối cùng thực lực của Đường Tuấn đã đạt đến trình độ nào? Đường Tuấn nghe vậy,
lúc này mới thu lại hiện tượng dị thường của thế giới tinh thần kia, luồng uy áp kia mới chậm rãi biến mất. Trong mắt anh lộ ra vẻ vui mừng, thành quả của lần tu luyện lần này ngoài dự liệu của anh. Tu luyện thành công tầng thứ 3 của phương pháp châm cứu thần bí, cảnh giới thuận lợi đột phá đến động hư cảnh, pháp lực, tinh thần lực cũng tăng một bậc lớn. Lần này đánh nhau cùng ba vị lão tổ, Đường Tuấn thậm chí không cần vận dụng tinh thần lực lại có thể tùy tiện đánh bại họ. Đường Tuấn ngửa đầu nhìn về phía không trung, sau đó tinh thần lực lan tràn ra ngoài. Sau khi đột phá, phạm vi tinh thần lực bao trùm của anh cũng lớn lên gấp mấy lần, lập tức bao phủ nửa vùng đất trên châu. Cơ thể Đường Tuấn mới xuất hiện ở trước mặt ba vị lão tổ, sau đó lại biến mất. Ba vị lão tổ trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên nhân. Lúc Đường Tuấn xuất hiện lần nữa, anh đã đứng trên một ngọn núi. Tinh thần lực của anh chỉ trong phút chốc đã tỏa ra bên ngoài, nhanh chóng cảm nhận được luồng khí tức mình cố ý lưu lại ở nhà họ Đường kia. Anh lộ ra vẻ mặt vui sướng, thầm nói, nơi này cách nhà họ Đường ước chừng 3 triệu dặm, pháp tiêu hao không đến 1/10. Đây cũng là khoảng cách thuần di cực đại của anh hiện tại. Trước khi đột phá động hư cảnh, thuần di của Đường Tuấn chỉ đạt được 300 dặm, mỗi lần thi triển thuần đều tiêu hóa 1/3 số pháp lực. Chương 2855. Hai lần khác nhau rất lớn. Việc đột phá động hư cảnh khiến thực lực của anh tiến xa một cảnh giới đơn giản như vậy. Nhưng đột phá lần này tiêu hao nhiều năng lượng quá. Đường Tuấn cười khổ. Lúc này, ở chỗ bế quan nhà họ Đường cách 3 triệu dặm. Sau khi Đường Tuấn rời đi, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh tượng trong động phủ. Trong động phủ tĩnh mịch, Minh Châu trên vách tường tỏa ra luồng sáng nhạt, linh khí nồng đậm cực điểm. Ba vị lão tổ chỉ khẽ ngửi ngửi, lập tức đã cảm nhận được một làn thanh khí sáng khoáng, trong cơ thể dâng trào phát lực. Mà trên mặt đất là một đống vụn nhỏ chồng chất như núi. Ba vị lão tổ vốn còn tỏ ra vẻ vui mừng, nhưng họ thấy đống những mảnh vụn đó trong nháy mắt đã ngẩn người. Ba chiếc nhẫn không gian bao lấy động phủ, ba vị lão tổ cảm nhận được, trên mặt đồng thời nở nụ cười khổ. Tài nguyên trong mỗi chiếc nhẫn gian không đến 1/6. Dựa vào dự đoán của ba vị lão tổ, vốn sĩ tài nguyên trong ba chiếc nhẫn không gian này đủ để cho 1 đến 2 người đạt đỉnh phong của động hư cảnh đột phá đến cảnh giới thần quân. Đường Tuấn vốn dĩ nói không đủ dùng, ba vị lão tổ còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ mới biết Đường Tuấn nói không ngoa. Nguồn tài nguyên khổng lồ kia suốt chút nữa không đủ để Đường Tuấn đột phá đến động hư cảnh. Lúc này, ba vị lão tổ cảm thấy Đường Tuấn mạnh mẽ như thế này là có đạo lý. Nhiều tài nguyên như vậy, nếu như không phải tam đại gia thế dốc hết của cải, Đường Tuấn e rằng sẽ không tích góp đủ. Bây giờ, Đường Tuấn không ngừng thi triển thuấn di, thân hình xuất hiện ở khắp nơi ở các châu. Thỉnh thoảng sẽ có vài người tu luyện mạnh mẽ phát hiện ra anh. Nhưng họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người anh nên không một ai dám hỏi trước. Cuối cùng, Đường Tuấn xuất hiện ở châu thành của Hải Châu. Vương Phàm đã cảm nhận được anh ta đầu tiên, anh ta đã đưa mấy cao thủ nhà họ Vương đến đón tiếp. Nhưng Đường Tuấn lại không để ý đến bọn họ, mà một mình về phía không trung. 5 điểm liên tiếp, Đường Tuấn thấp giọng lẩm bẩm. Anh đã dò xét phạm vi của thần quốc trong vòng 1 ngày. Từ cảm nhận của tinh thần lực anh phát hiện không gian của thần quốc cũng không thăng bằng, có 5 chỗ khá yếu ớt. Đường Tuấn suy đoán, 5 chỗ đó có thể thông với thế giới bên ngoài, là tiếp điểm của thần quốc với những thế giới bên ngoài. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán của anh, cho đến bây giờ, Đường Tuấn không biết hệ thống về tiểu thế giới, không biết rất nhiều chỗ. Nếu như anh muốn nghiệm chứng những suy đoán này, anh chỉ có thể đi thử. Chương 2856. Quá trình thử nghiệm chính là anh phải tiến vào những tiếp điểm đó. Quá trình này rất nguy hiểm, một khi suy đoán của anh là sai, chỗ đó sâu hơn, những tiếp điểm liên tiếp này nhất định là sẽ chết, vậy anh rất có khả năng sẽ chết. Lúc này Đường Tuấn cũng đang do dự. Đường Tuấn suy nghĩ lúc lâu, sắc mặt anh u ám, hạ quyết tâm. Thực lực của anh hôm nay đã đạt đến cực đại, trong thời gian ngắn rất khó tăng lên. Muốn tăng lên đến cảnh giới thần quân lại phải thử. Đường Tuấn không hề nắm chắc điều gì. Những tài nguyên mà tam đại gia thế tích lũy miễn cưỡng để anh đột phá động hư cảnh, nếu như anh muốn đột phá đến cảnh giới thần quân cảnh, thần quốc căn bản không đủ tài nguyên. Mặc dù các điểm liên tiếp rất nguy hiểm, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của anh cũng không phải không thể tự vệ. Trong lòng đã quyết định, Đường Tuấn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mấy ngày tiếp theo, anh sắp xếp rất nhiều, gặp rất nhiều người. Những người sống sót của thôn Thạch,
mấy học sinh của anh đều anh sắp xếp một cách chu toàn. Bất kể điều gì, anh đều phải bảo vệ cho họ, anh mới có thể rời đi. Sau khi tất cả sắp xếp xong, Đường Tuấn lập tức chuẩn bị rời đi công việc. Cuối cùng, anh lựa chọn một trong những điểm liên tiếp đó. Điểm liên tiếp đó ở phía bắc của thần quốc, cách rất gần chỗ tiểu thế giới của nhà họ Hải. Chuyện Đường Tuấn muốn rời đi không giấu giếm ba vị lão tổ. Ba vị lão tổ không dám có bất kỳ ý nghĩa xấu, thậm chí bọn họ còn hy vọng Đường Tuấn thành công. Như vậy, bọn họ cũng có cơ hội rời khỏi thần quốc. Bên ngoài đất tổ của nhà họ Hải, ba vị lão tổ lẳng lặng nhìn thấy theo bóng hình ấy. Trừ hai người họ ra, còn có rất nhiều người khác cũng đến, có cả đám người lão quý ở thôn Thạch, Cực Phiêm Hạc Hỏa, Thác Bạt Tuyết Tình. Sắc mặt mấy người này đều vô cùng lo lắng, đứng xa xa nhìn Đường Tuấn. Trời đất bỗng nhiên lóe một luồng ngân quang lóe mắt, giống như sấm sét. Nhưng khí tức luồng ngân quang này tỏa ra còn đáng sợ hơn sấm sét. Tinh thần sấm sét. Sắc mặt ba vị lão tổ thay đổi. Sấm sét là dương lực trong trời đất, mà tinh thần vô cùng yếu ớt, bây giờ Đường Tuấn lại dùng tinh thần lực mô phỏng lại sấm sét, một trạng thái phản tu luyện bình thường. Trừ tinh thần sấm sét ra, sau lưng của Đường Tuấn còn hiện ra một hư ảnh hình tròn. Luồng uy áp truyền ra còn mạnh mẽ hơn cả tinh thần sấm sét. Tiểu thế giới. Ba vị lão tổ hoảng sợ, không kiềm chế được mà hô lên thất thanh. Chương 2857. Lúc trước trong khi chiến đấu, pháp lực của Đường đã không ngừng tuấn cuồn cuộn, bọn họ suy đoán trên người Đường Tuấn có thể có một bí bảo giống như tiểu thế giới, bổ sung pháp lực cho anh. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết lỗi sai của họ như thế nào, căn bản không hề có loại bí báo nào, Đường Tuấn đã sớm ngưng luyện tiểu thế giới. Nhìn luồng uy áp tiểu thế giới tỏa ra, trình độ hoàn thiện e rằng còn cao hơn bọn họ. Người này thật là yêu nghiệt. Ba vị lão tổ cười khổ. Họ bại dưới tay người này, bọn họ cảm thấy không oan ức. Lúc mọi người ở đây còn bàng hoàng, tinh thần sấm sét của Đường Tuấn lại mở ra một lối đi trong không gian. Lối đi chỉ có thể để một người tiến vào, bên trong sâu thăm thẳm, bên trong tựa như ẩn chứa những thứ rất kinh khủng. Ba vị lão tổ thấy ra đầu tê dại, loại không trung này thật sự rất rối loạn, bằng thực lực của bọn họ nếu tiến vào, e rằng cũng không thể chống lại được một lúc. Mà lúc này, Đường Tuấn quay đầu nhìn mọi người, khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát bước vào lối đi trong không gian. Lối đi trong không gian đóng kín, bầu trời lấy lại sự trong xanh giống như mọi việc đều chưa từng xảy ra. Sao thế? Đám người Thác Bạt Tuyết Tình vội vàng hỏi. Đám người gồm cả ba vị lão tổ cũng nhìn về phía lão quý. Lão quý lấy ra một quả cầu bên trong chứa vô vàn ngôi sao, những ánh sao không ngừng sáng. Tinh thần lực cậu ta để lại không biến mất, cậu ta thành công. Ba vị lão tổ nhìn quả cầu, ngẩn người, sau đó quát to lên. Quả cầu này là thứ Đường Tuấn đặc biệt để lại cho lão quý, bên trong chứa một phần tinh thần lực của Đường Tuấn, nếu như nó bùng nổ đủ để giết chết phái cáo thủ cấp bậc ngang ba vị lão tổ. Bởi vì là tinh thần lực của Đường Tuấn, cho nên cũng có thể phản ứng sự sống chết của Đường Tuấn. Lời của ba vị lão tổ khiến mọi người đều vui mừng. Ba người Đường Vân Tinh nhìn về phía không trung, trong ánh mắt để lộ mấy phần mong đợi thầm nói, có lẽ chúng ta cũng có ngày được rời khỏi thần quốc rồi. Tinh vực Kỳ Lân, thành Vạn Diệu. Tinh vực Kỳ Lân có mấy vạn thành trì, thành Vạn Diệu thì xếp hạng thứ 200, là một thành phố lớn phồn hoa. Khoảng thời gian này thành Vạn Diệu náo nhiệt hơn lúc trước mấy phần, bởi vì bây giờ đang trong lúc đại hội Vạn Tiên, người tu hành bốn tinh vực lớn khác đều đi tới nơi này. Trên đường phố rộng rãi đều là người tu hành. Tinh vực Kỳ Lân hầu như vừa ra tay đều là người tu hành, cực ít người không tu hành. Phần lớn người đều chỉ đi bộ, một số ít người tu hành mạnh mẽ thì cưỡi đủ loại yêu thú hay bảo vật bay ngang qua trời ven đường phát ra từng trận uy thế. Những người tu hành tu vi yếu kém kia tức giận nhưng không dám nói gì. Chương 2858. Bầu không khí chính là như vậy. Người tu hành tu vi càng lớn mạnh càng nhận được nhiều đặc quyền. Một quán ba bên đường chính. Một người đàn ông trung niên có râu, gương mặt lộ ra mấy phần hung ác, trông có vẻ hơn 30 tuổi lẳng lặng ngồi gần cửa sổ, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn. Không ngờ tới điểm nối tiếp đó lại có thể đến được tinh vực Kỳ Lân. Người đàn ông trung niên thở dài trong lòng. Người này chính là Đường Tuấn. Anh tiến vào trong thông đạo ở thần quốc, không ngờ vậy mà đi tới tinh vực Kỳ Lân, bây giờ đã đợi 2 ngày ở thành Vạn Diệu rồi. 5 điểm nối tiếp không gian, sẽ không phải đúng lúc thông với 5 tinh vực chứ.
Trong lòng Đường Tuấn không khỏi nảy sinh một suy nghĩ như vậy. Suy đoán này rất có khả năng. Nhưng nếu như là thật thì càng khiến Đường Tuấn khiếp sợ, phải khoảng cách giữa các tinh vực vốn dĩ không biết bao xa, thần quốc của thần quân Chu Tước lại có thể băng qua 5 tinh vực lớn, điều này có hơi khiến người ta nghe mà khiếp sợ. Đường Tuấn không rõ thần quốc của thần quân có hình dáng gì. Nếu như mỗi thần quốc của thần quân đều như vậy, vậy sự đáng sợ và lớn mạnh của thần quân có lẽ nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng nếu như thần quốc của thần quân Chu Tước là trường hợp đặc biệt, vậy ông ấy lại làm sao làm được? Những vấn đề này không ai có thể cho anh đáp án. Có lẽ chờ sau này anh đột phá cảnh giới thần quân thì có thể biết. Các ông có nghe nói chưa? Triệu Huyền và Trương Long Sơn cung Vạn Diệu tối hôm qua bị đâm, có người nói là Điện Sâm La ra tay. Lần này đại hội Vạn Tiên, cung Vạn Diệu tuy rằng có mấy đệ tử lên bảng một lượt. Nhưng chỉ có hai người Trương Long Sơn và Triệu Huyền tiến vào top 1000 trước, Triệu Huyền còn xếp hạng trên top 200. Loại chiến tích này trong lịch sử cung Vạn Diệu đều rất hiếm thấy. Lần này Điện Sâm La ra tay cũng là điều tất nhiên, chỉ có thể trách hai người quá bất cẩn. Đại hội Vạn Tiên khóa này thực sự đặc sắc quả đấy. Không chỉ có những thể chất đặc thù tinh vực Chu Tước, những tinh vực khác cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên tài. Dựa theo tình huống trước kia, Triệu Huyền có lẽ có cơ hội được lọt vào top 100, nhưng lần này chỉ có thể lọt vào top 200. Lần này hai người bị đâm, hội đăng long lâu mấy ngày sau bọn họ sợ rằng không có hy vọng gì. Trong quán ba có rất nhiều người tu hành đang ngồi, lúc này bọn họ đang say sưa bàn bạc tin tức mấy ngày gần đây. Lúc Đường Tuấn nghe được vài chữ tinh vực Chu Tước thì khẽ thay đổi sắc mặt. Chương 2859. Đại hội Vạn Tiên lần này, thành tích tinh vực Chu Tước rất rực rỡ, bốn người Mộ Thanh, Trảm Thiên Long, Thái Hạo và Ly Thanh Trần đều đang giết vào top 100. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên đi về phía Đường Tuấn, ông ta cười tươi ngời xuống đối diện Đường Tuấn nói, cậu em Đường, thật ghen tị với cậu. Người đàn ông trung niên này là ông chủ quán ba, họ Triệu. Ngày đầu tiên Đường Tuấn tới nơi này, anh đã giúp anh ta chữa bệnh không tiện nói ra nhiều năm, hai người xem như đã kết làm tình hữu nghị. Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần Đường Tuấn tới uống rượu, ông chủ đều sẽ tới ngồi một lát tán gẫu vài câu. Đường Tuấn cười nói, anh ghen tị tôi, người khác còn hâm mộ anh đấy. Anh đi tới tinh vực Kỳ Lân, vẫn luôn dùng tên gốc của mình, anh chỉ thay đổi hơi thở và gương mặt mà thôi. Lấy sức mạnh tinh thần cấp 8 của anh, trừ khi là người tu hành có sức mạnh tinh thần cũng cấp 8. Nếu không sẽ không phát hiện ra được. Ông chủ quán ba cười nhạt, anh ta bỗng nhiên nhỏ giọng nói, cậu em Đường, tôi có chuyện muốn mời cậu giúp đỡ được không? Tôi có người bạn bị thương nhẹ, muốn mời cậu xem thử một chút. Lông mày Đường Tuấn khẽ nhíu lại, nụ cười biến mất. Ông chủ quán ba ngượng ngùng nở nụ cười nói, cậu em Đường, tôi cũng biết cậu đến thành Vạn Diệu Thanh Tu, không muốn bị người ta quấy rầy. Nhưng lần này tôi thật sự rất gấp, kỹ thuật của cậu là lợi hại nhất trong những người tôi gặp. Cậu cứ thử nhìn một chút, xem như giúp người anh già cả này một chuyện. Ông chủ quán ba Trương ra vẻ mặt cầu xin. Đường Tuấn thở dài nói, tôi đi xem tử anh cũng đừng ôm hy vọng lớn quá. Ông chủ quán ba nói, tôi tin tưởng y thuật của cậu. Người đó ở phòng riêng trên lầu, bây giờ tôi dẫn cậu đi. Dưới sự chỉ dẫn của ông chủ quán ba, Đường Tuấn đi tới trước cửa một phòng bao. Ông chủ quán ba nói, anh ta đang ở bên trong, tôi đã nói với anh ta rồi. Anh ta khẽ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tính khí người đó không tốt lắm, cậu em Đường thông cảm một tí. Đường Tuấn gật đầu rồi đẩy cửa tiến vào phòng bao. Trong phòng bao đốt hương, mùi hương nhàn nhạt khắp phòng khiến cho tâm trí người ta thư thái. Phòng khách rất trống, chỉ có một mặt bình phong, một bóng người kiên cường đứng sau tấm bình phong. Bình phong này cũng không phải thứ bình thường, có thể ngăn cản người ta dò xét tinh thần. Anh chính là bác sĩ chú nghiệp đã nói à? Sau tấm bình phong truyền tới một giọng nói trầm thấp. Cởi cấm chế trên bình phong ra đi, nếu không tôi cũng không thể chữa trị cho anh. Đường Tuấn nói. Cấm chế trên bình phong không mạnh, lấy sức mạnh tinh thần cấp 8 của anh đương nhiên có thể mạnh mẽ phá vỡ, nhưng làm như vậy có thể sẽ gây phiền phức, không phải điều anh muốn. Người sau tấm bình phong kia do dự rồi nói, tình huống sức mạnh tinh thần của anh tra xét được, tôi không hy vọng người thứ ba nghe được. Đường Tuấn nói, hiểu rồi. Chương 2860, trí tưởng tượng của anh phong phú ghê. Tuyệt đối không được, Đường Tuấn mới vừa nói xong, người đàn ông sau tấm bình phong kia lập tức bác bỏ, chậm giọng nói, 10 tiếng không thể chiến đấu với người ta, vậy lỡ như có kẻ muốn giết tôi chẳng phải để mặc người ta sâu xé.
Đường Tuấn dứt khoát nói, đó là vấn đề của anh, tôi chỉ phụ trách chữa thương. Người đàn ông sau tấm bình phong ngẩn ra rồi quát lên, anh hại tôi. Vị trí đan điền của anh ta đột nhiên tỏa ra một tia sáng chói mắt, sau đó một thanh đao bắn mạnh ra, xé rách bình phong, lao thẳng về phía Đường Tuấn. Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, xem ra ông chủ quán ba nói không sao, tính khí tên này quả thực không tốt. Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thanh đao. Lúc này Đường Tuấn mới phát hiện, thì ra đây là một viên Nguyệt Loan đao cấp thiên khí. Sau khi bị anh kẹp lấy, viên Nguyệt Loan đao không ngừng rung động, muốn tránh thoát. Cử động nữa tao sẽ phế bỏ mày, Đường Tuấn quát một tiếng. Viên Nguyệt Loan đao lập tức không di chuyển nữa, nó đã sinh ra linh trí, cũng không phải vật chết. Bàn tay Đường Tuấn cầm viên Nguyệt Loan đao nhìn về phía người đàn ông trước mắt, anh nghiêm nghị nói, tôi chữa cho anh, nhưng anh ra tay với ta, chuyện này không còn gì để nói nữa. Người đàn ông gằn giọng nói, tôi làm sao biết anh có phải được Điện Xâm La phái tới không? 10 tiếng không thể ra tay, chuyện này rõ ràng là muốn quấy nhiễu tâm trí tôi, sau đó nhân cơ hội giết tôi. Đường Tuấn không khỏi lắc đầu nói, trí tưởng tượng của anh phong phú ghê. Anh nhìn viên Nguyệt Loan đao trong tay, bỗng nói, thiên khí Nguyệt Ảnh, cơ thể lại bị thương, anh là thánh tử Triệu Huyền Cung vạn diệu nhỉ. Con mắt người đàn ông bỗng nhiên nheo lại, hơi thở trở nên cuồng bạo hơn, dường như anh ta đã sẵn sàng cho một cú đánh động trời bất cứ lúc nào. Đường Tuấn thấy thế, anh lập tức biết mình đã đoán đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2860.